Rồi chào anh em nha. Thì hôm bữa Đạt có giới thiệu anh em cái bộ nhạy còi ha, bộ nhạy còi delay. Thì cái bộ này á, là nó sẽ giúp cho cái còi của anh em nó khi mà anh em bấm giữ á, nó sẽ có tiếng kêu rất là hay. Thì hôm bữa mình có giới thiệu cho anh em cái bộ này rồi, một cục này nó chỉ có 40 ngàn thôi. Bữa giờ mình bán như là pháo luôn. Còn đây là cái còi Thái nha anh em nha. Còi Thái bên shop mình bán nè, cái còi này. Đấy, made in Thái Lan này nè, thấy không? Đó thì cái còi này đã bán có 50 ngàn thôi. Anh em nào mua thì mua, mua nguyên bộ này cả còi với lại nhạy còi luôn, nó chỉ có 90 ngàn thôi. Về anh em sử dụng rất là ngon. Thì đây, đây là cái cục nhạy còi anh em ha. Cục này thì nó rất là đơn giản luôn. Nó sẽ có hai đầu cho anh em. Một đầu là đầu nối đây cắm vào cái còi anh em ha. Còn một đầu là để anh em cắm vào dây điện xe. Nó đơn giản thôi. Thì đây bây giờ mình sẽ cắm cho anh em coi. Cái này anh em cứ cắm thoải mái đi, không có sợ nó bị gì đâu anh em ơi. Cái này thì nó có cắm ngược chiều đúng chiều gì cũng được, không có quan trọng ha. Rồi, ok chưa? Đó, anh em kết nối vô và cho mình ha. Đó, thấy chưa anh em? Xong bây giờ anh em kết nối vô trong cái bình nè. Đây mình đang có sẵn một cái bình ha. Rồi, mình sẽ cho anh em nghe tiếng để cho trong này cho nó đỡ kêu, kêu to lắm. Còi này bên mình kêu rất là bự luôn nha anh em nha. Còi kêu rất là to. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử cho anh em. Cái này là nó ngược chiều này, nó sẽ không kêu này. Rồi, giờ ngược quan đảo chiều này nó kêu này. Đó, anh em nghe tiếng không? Thay vì bình thường anh em bấm nó sẽ kêu một tiếng dài, thì bây giờ nó khi nó qua cái cục nhạy còi này ha, nó sẽ chuyển thành một cái tiếng kêu nhảy, nó sẽ nhả nhá nó như vậy, rất là hay, giống như tiếng xi nhan vậy đó. Thì đây mình sẽ lại cho anh em coi này. Đấy, anh em nghe không? Đấy, đây, mình sẽ để nó ngửa lên trời luôn. Nó cái còi này kêu rất là to luôn nha. Đó, nó mạnh cái mức mà nó nhảy lên luôn này. Em thấy nó nhảy lên này. Thấy chưa? Kêu rất là to luôn nha. Thì một cái bộ như thế này nếu mà anh em mua nguyên bộ luôn á thì nó chỉ có 90 ngàn thôi. Nó rất là lợi cho anh em luôn. Còi là còi xịn nha. Còi này là còi xịn vân, là vân kim cương này, nên thấy không? Đó. Rất là xịn. Thì nguyên bộ như này anh em mua về sử dụng nó chỉ có 90 thôi. Còi thì kêu rất bự. Và cái này thì nó nháy rất là hay. Nên em giữ á, thì nó bấm nghe như là tiếng báo động, thì nó cũng sẽ đỡ bị cái người khi mà cái người bấm nó đỡ bị giật mình hơn. Thì anh em nào cần thì liên hệ với Đạt, còn em mua lẻ thì còi là 50, còn nhạy còi là 40, là một là 90 nha anh em nha. Đấy, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Anh em nào cần thì liên hệ với Đạt. À, cái này thì bộ này thì nó xe nào cũng gắn được. Rồi, cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha.